Nghe chuyện xưa, nghĩ chuyện nay. Thưa quý vị, quanh bàn cà phê sáng nay, một bạn đồng nghiệp lớn tuổi kể cho chúng tôi nghe một mẩu chuyện nhỏ về vua Trần Anh Tôn và Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi với những chi tiết thật đáng suy ngẫm. Có một lần vua hỏi Trạng Nguyên: "Trẫm nghe nói nhà Khanh túng, nếu có thiếu thứ gì cứ nói, trẫm sẽ tư cấp thêm." Mạc Đĩnh Chi tâu: "Hạ thần trên nhờ vua, dưới nhờ lộc nước, vợ con không phải đói rét là may. Đâu dám cầu vinh thân gia, xin bệ hạ đừng thương hạ thần nghèo, chỉ xin thương lên muôn dân, giữ nghiệp tổ tông, sửa sang chính trị, khiến lũ hạ thần làm được hết chức trách bề tôi. Đó là ước nguyện của hạ thần. Ước nguyện ấy thực hiện được, hạ thần dẫu áo vải cơm rau cũng là đủ. Nếu ước nguyện ấy không được thực hiện, hạ thần dẫu mỹ vị cao lương, áo quần gấm vóc, ngựa xe trăm cỗ, nô bộc ngàn người cũng là thiếu. Cúi xin bệ hạ xét cho." Nghe chuyện xưa chợt nghĩ đến chuyện ngày nay. Nếu các quan chức đã chót nhúng chàm, biết nghĩ như Trạng thì người dân đỡ biết mấy. Nói không quá lời, quan niệm một người làm quan cả họ được nhờ vẫn còn hiện hữu trong suy nghĩ của không ít quan chức thời nay. Chỉ vì lợi ích nhóm mà một số người đã quên đi chức trách và nhiệm vụ của mình. Chỉ khi nào bị phát hiện và đưa ra trước pháp luật, lúc đó mới tỏ thái độ ăn năn, hối tiếc. Ở góc độ người dân, không quá khó để biết những vụ lại quả mang lại lợi ích cho bà con, họ hàng của những ông quan thế này. Những lô đất đẹp trong khu quy hoạch, những vụ trúng thầu trong việc mua sắm tài sản công, không nhiều thì ít liên quan đến bà con, họ hàng của những người có vai vế ở địa phương hay là những người phụ trách các ngành nghề này. Với tâm lý hưởng lợi, không ít người trước khi về hưu còn tận dụng chuyến tàu chót để vơ vét cho mình, mà minh chứng là việc không trả nhà công vụ hay xây dựng trái phép trên đất công của nhà nước. Thuật ngữ viên đạn bọc đường tưởng đâu biến mất, giờ lại quay về với những câu chuyện liên quan đến việc quan chức được tặng những món quà đắt tiền, được đài thọ đi du lịch miễn phí. Để rồi khi sự việc được phanh phui mới hay, đó là những thủ đoạn để những đối tượng cố ý làm trái quy định của pháp luật kích vào cái tính ham tiền, ham chơi của một số người trong bộ máy công quyền nhằm bảo kê cho chúng về quyền luật, pháp luật và công luận. Một khi đã nhận quà rồi, thì liệu có mạnh tay với những sai phạm? Câu tục ngữ, ngậm bồ hòn làm ngọt quả đúng với những tình huống như thế này. Trong xã hội hiện nay, cán bộ nếu không có bản lĩnh vững vàng thì rất dễ sa ngã với những kiểu lôi kéo và mua chuộc, trực tiếp hay gián tiếp của những đối tượng xấu. Chắc hẳn là những đối tượng này tìm hiểu rất kỹ càng, nhân thân, sở thích, lối sống của những người họ muốn tiếp cận, lôi kéo để có được những phương thức khác nhau nhằm mua chuộc cán bộ trong bộ máy công quyền. Nếu không thể tác động đến nhân vật chính, bọn chúng sẽ tiếp cận đến với những người vệ tinh, vợ con, họ hàng. Những mối quan hệ này, tất cả đều được sử dụng với mục đích xấu để che chắn những hành vi sai trái. Kinh doanh lễ nghĩa, sinh nhật, mừng tuổi, cưới hỏi đều được đặt lên bàn cân kinh doanh, mà ở đây chắc hẳn là sự lợi dụng chức quyền, có đôi khi còn dựa vào những chương trình nhân đạo, từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Bắt bài là từ dùng trong chiếu cờ bạc để chỉ những người cao tay, lừa được người khác nên đã chen vào cả công việc để dẫn dụ những cán bộ, công chức tha hóa. Một khi đã có những chỗ dựa vững chắc, những đối tượng xấu sẽ gia tăng những hoạt động nhằm mục đích vụ lợi cho bản thân và gây hại cho đời sống xã hội. Những viên đạn bọc đường được hỗ trợ thông qua những phương cách vi diệu và ngày càng nguy hiểm hơn trong thời đại 4.0. Những bài học đau xót trong công tác cán bộ trong thời gian gần đây chính là những kinh nghiệm xương máu để những người có trách nhiệm học hỏi và thẩm thấu. Cẩn thận với những viên đạn bọc đường, lời khuyên này luôn có giá trị với thời gian để người cán bộ, công chức tự soi dọi mình, từ đó dẫn đến sự nghiêm minh và liêm chính khi thực thi nhiệm vụ. Và hơn thế nữa, đây là việc mà những người làm công tác tổ chức cán bộ phải thật chú tâm để không rơi vào vòng xoáy của những thủ đoạn tinh vi mà làm hỏng đi giá trị thực sự của công tác tổ chức cán bộ. Ở một góc độ khác, khi lòng tự trọng và sự trung thực bị mất đi thì hai chữ liêm khiết thật khó để thực hiện. Kết quả giám định ADN ở Tịnh Thất Bồng Lai và sự thật về những lời đồn thổi. Thưa quý vị, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an C09 đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người cư ngụ tại Tịnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Kết quả giám định ADN này đã được tống đạt đến cho 28 người bị trưng cầu giám định theo quy định pháp luật. Trong đó có 6 người đã bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạm tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân đã đóng cửa Tịnh Thất Bồng Lai, không hợp tác với cơ quan chức năng.
Trước tình huống trên, đại diện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã mời đại diện chính quyền xã Hòa Khánh Tây đến vận động ông Lê Tùng Vân cùng những người bên trong nhà hợp tác nhưng không hiệu quả. Cơ quan chức năng phải lập biên bản vụ việc theo quy định pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An, cơ quan chức năng sẽ không công bố công khai kết quả giám định ADN của những người có liên quan tại tỉnh Thất Bồng Lai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện tính ưu việt, nhân đạo, tôn trọng quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, các kết quả giám định ADN là một căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành các giai đoạn tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân đối với nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân đứng đầu. Thời gian qua, xung quanh vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, xuất hiện luồng thông tin tiêu cực không đúng sự thật do các đối tượng xấu lan truyền, hòng làm nhiễu dư luận. Sau phiên xét xử ngày 21 tháng 7 năm 2022 vừa qua, các cá nhân tổ chức chống đối, cơ hội chính trị đã nhanh chóng đăng đàn xuyên tạc bản chất vụ án, đánh võng thông tin, hướng lái tiêu cực. Những cái tên quen thuộc như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do RFA, BBC News tiếng Việt liên tục tung ra những bài viết với các luận điệu sai trái. Các đối tượng tổ chức quy kết rằng việc kết án các bị cáo trong tỉnh Thất Bồng Lai là không có căn cứ, quá trình xét xử thiếu công minh, chính quyền đang đàn áp tự do tôn giáo bằng một điều luật mơ hồ. Từ đó, số này kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế can thiệp, gây sức ép với Việt Nam để trả tự do cho những người bị kết án. Đằng sau những luận điệu xuyên tạc bản chất vụ án tỉnh Thất Bồng Lai là mục đích làm nhiễu loạn tình hình, gây phân tâm dư luận, kích động sự mâu thuẫn trong xã hội, hòng tạo ra sự mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, bằng các luận điệu sai trái, các thế lực bên ngoài đang cố tình bẻ lái, dựng chuyện nhằm bôi nhọ hình ảnh, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tìm kiếm những tác động từ bên ngoài, hòng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Những hoạt động này đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích xã hội. Pháp luật là nghiêm minh, ai sai đến đâu, xử đến đó. Việc hướng lái, chính trị hóa các vụ việc, vụ án dư luận quan tâm chỉ là chiêu trò để chống phá đất nước. Trước khi nhìn nhận, đánh giá một thông tin, rất mong dư luận hãy chậm lại một phút để tìm hiểu các quy định của pháp luật, tránh bị những kẻ dân chủ giả hiệu lừa dối, dắt mũi. Không có người liên quan đến chuyến bay giải cứu thoát được lưới trời. Thưa quý vị, Bộ Công an yêu cầu các địa phương cung cấp hồ sơ về việc tổ chức chuyến bay giải cứu, lựa chọn khách sạn, resort cách ly. Yêu cầu trên thêm lần nữa cho thấy, quyết tâm bóc tách toàn bộ những tiêu cực của vụ án vẫn còn bị che khuất, chưa đưa ra ánh sáng công luận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong suốt hơn 9 tháng qua, chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến lần lượt các nhân vật có vị trí cao ở Bộ Ngoại giao, Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ bị truy tố, bắt tạm giam để điều tra các tội liên quan đến việc đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giờ đây, với yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu được Bộ Công an gửi đến các địa phương liên quan, giai đoạn mới của vụ án đã được mở ra, tiếp tục với những dịch vụ mặt đất. Đây cũng là những gạch đầu dòng đắt đỏ mà người được giải cứu phải chi tiền trong tâm thế không thể thương lượng hay từ chối. Đến lúc này, những chân rết nếu có trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu và các công tác liên quan như khám xét nghiệm, nơi tổ chức lưu trú vẫn đang được điều tra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Câu nói này thời gian qua đã là điểm tựa, niềm tin cho người dân cả nước. Người dân rất đồng tình khi pháp luật thẳng tay trừng trị những người có hành vi vi phạm pháp luật, không để cho bất cứ ai, dù ở chức vụ nào, có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vụ án được khởi tố và nhiều bị can tra tay vào còng, trong đó có những người có chức vụ cao như Tô Anh Dũng, Thứ trưởng, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực. Với yêu cầu mới của cơ quan điều tra, chắc chắn người bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến vụ án này không dừng lại ở con số 23. Câu chuyện còn dài, sẽ có những mảng tối tiếp tục được bóc trần trong thời gian tới, dẫu cái giá phải trả đối với việc mất mát cán bộ là rất đắt và khá đau xót, nhưng không thể không trả lại cho nhân dân lòng tin vào sự liêm chính. Đó là việc quan trọng nhất để có được quốc thái, dân an.